Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hoa anh thảo. Thì với cái loại hoa này thì ở đây là cái chậu hoa nhỏ bằng hoa mẫu mà mình vừa mới làm xong. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây mình làm lá hoa, hoa nở to và hoa nở vừa và cúc hoa chưa nở nhá. Hôm trước có đi siêu thị thì có nhìn thấy cái hoa này khá là lạ, chắc là lạ với mình thôi. Mình thấy nó cũng khá là đẹp nên là mình sẽ làm hướng dẫn các bạn chi tiết làm hoa này nhá. Nhìn nó hơi đặc biệt một chút nhỉ. Để làm được cái hoa như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Thực ra là cái chậu hoa này là mình dùng cái cốc uống nước để làm, nên là bạn nào mà chưa có chậu ấy thì có thể tận dụng cái cốc mà không dùng đến nữa thì các bạn để làm chậu hoa nha, cũng khá là xinh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn làm nha. Thank you.
Thank you.